cựu cán bộ giảng dạy, có thể là cựu sinh viên của trường học Tân Điện. Xin chúc mừng nhà trường nhân dịp 50 năm kỷ niệm ra đời trường học Tân Điện của nay là trường học kỹ thuật phía Bắc của chúng ta. Trong ngày vui hôm nay, trên đường đến Tân Điện, đồng chí hiệu trưởng đề nghị tôi phát biểu. Tôi nghĩ là phát biểu gì đây? Hội trường này với ba đối tượng, một là những người cựu sinh viên và cán bộ của nhà trường, thứ hai là các em sinh viên đang học, và thứ ba là các cơ quan đại diện đến dự hội nghị chúng ta. Tôi chăn trở không biết được nói gì, nhưng mà sau suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi nghĩ rằng hôm nay là 50 năm thành lập trường. Đó là một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại con đường chúng ta đã đi, và chúng ta đã đến cái điều mà tôi nghĩ rằng cần nói ngày hôm nay, đó là niềm tự hào của tất cả các em sinh viên Cơ Điện đã được đào tạo trong một mái trường mà ở đó họ tiếp thu kiến thức để tiếp tục hành nghề trong tương lai. Niềm tự hào đó tôi nghĩ rằng không phải là một sự cảm hứng của các nhà thơ hôm nay rất nhiều hoa gặp nhau vui vẻ để nói rằng rất tự hào của các trường của chúng ta, và tôi nghĩ rằng cái mà tôi nghĩ bao trùm lên ở mái trường này đó là sự tự hào, đó là sự hội tụ của hàng loạt những cái sự kiện mà 50 năm qua chúng ta đã trải qua. Bài phát biểu của đồng chí hiệu trưởng gợi lên những hình ảnh đầu tiên của nhà trường và cả đoạn đường sau 50 năm của nhà trường. Tôi xin minh họa vài cái để nói lên rằng chúng tôi tự hào về những điều đó. Điều thứ nhất, nếu các đồng chí trở lại những năm 65, 67 thì trường Cơ Điện chúng ta chỉ là một phân hiệu, số lượng sinh viên tính hàng chục phần trăm, và hôm nay chúng ta tự hào rằng trường Cơ Điện chúng ta đã có một dung lượng là 12.000 sinh viên và cao nhất là 19.000 sinh viên. Nếu như năm đầu đối tượng đào tạo của nhà trường thì tập trung vào hai ngành cơ khí và điện, thì ngày hôm nay trường đại học Cơ Điện đã có 30 ngành đào tạo của trường, trong đó nhiều ngành rất cập nhật với thời đại như ngành môi trường, ngành cơ điện tử, điện tử là những ngành rất là nhân rộng thời đại. Đến ngày đầu 8 đồng chí giáo viên của Bách Khoa lên đây để giúp trường phân hiệu Cơ Điện, mà xin thông báo chí rằng trong số 8 đồng chí đó còn 23 đồng chí còn sống với chúng ta ngày hôm nay. Tôi coi đó là nhân chứng lịch sử của trường, ví như 32 chiến sĩ giải phóng quân đầu tiên thành lập trường Cơ Điện chúng ta. Thì hôm nay chúng ta đã có gần 500 giáo viên của trường học Cơ Điện, trong đó 80% là thạc sĩ, 10% là tiến sĩ. Và đồng chí Thế nói tôi rằng 51 nghiên cứu sinh đang gửi đi đào tạo nước ngoài và trong nước sẽ về trong vài năm tới. Số tiến sĩ của trường chúng ta sẽ nâng lên 20-25% trong một tương lai gần. Từ một trường với tôi là một nhân chứng lịch sử, chỉ là một bãi đồi hoang, và đây có rất nhiều đồng chí như anh Nhu, anh Sinh, thầy Châu không thể tưởng tượng đây là một trường học. Tôi nhớ rằng một cái mùa đông năm 1997, tôi lên trường nhận công tác đầu năm 98, tôi đi xe bộ đạp từ Hà Nội lên, mất 8 tiếng đồng hồ lên trường Cơ Điện. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, mùa đông thì tôi chỉ biết là phải gắn liền với ảm đạm, với mưa phùn. Tôi hỏi thăm là trường Cơ Điện ở đâu thì bạn đều bảo anh cứ vào chỗ Tê Văn Nhất, đấy là trường Cơ Điện. Tôi mò vào Cơ Điện Tê Văn Nhất, đúng rồi, thì cái Cơ Điện trường đi sâu vào trong thế nữa. Tôi đi sâu vào cả hơn cây không thấy đâu cả mái trường này. Anh đi thêm một cây thì thấy trường Cơ Điện ngay. Lúc đó không có cái gì mà chỉ là một quả đồi phẳng xa xôi, vài cái chấm đèn rất nhỏ. Tôi không hiểu là thế nào, đang băn khoăn thì gặp một người đi qua
chị ơi cho câu hỏi trường cơ điện chỗ nào? Chị trả lời rằng anh đang đứng ở trường cơ điện đấy. Cô ngạc nhiên vô cùng, trường cơ điện thì buồn cười đấy, không thấy nhà đâu cả, chỉ thấy vài nhà tranh tre. Tôi nhìn nhà lên bộ đầu tiên, cách đấy được khoảng hơn 100 mét, một ngọn đèn lao láo, không có đèn điện. Cô chưa đại học gì mà buồn cười này, bao nhiêu hy vọng tràn ngập của người ra trường, lên trường, đến mái trường của mình. Tính cái nơi mình đứng chỉ là một bãi bồi phẳng lát đặt vào những nhà, và tôi theo chỉ dẫn của chị tôi về cái nhà đầu tiên là cơ nhà liên bộ, các đồng chí nhà liên bộ nhà tượng nhà và ba cơ đấy. Đấy là cơ sở vật chất của chúng ta 50 năm về trước, và bây giờ các đồng chí nhìn thấy cơ nơi này có thấy là hết sức vĩ đại. Với 70 hectare, chúng ta có đủ để nói rằng cái sự trưởng thành quá nhanh của đảng bộ chúng ta. Đấy là tất cả những điều mà chúng ta nói rằng những con số đó để nói với chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn tự hào về sự phát triển của chúng ta. Nhưng có hai yếu tố sau đây tôi cho là phần mềm thôi, cũng đóng góp cho tự hào chúng ta không thể nhắc đến, đó là chất lượng sinh viên đảng bộ. Và anh Vui được trưởng đảng anh biết rằng chúng tôi tự hào về chất lượng đảng bộ. Tôi với tư cách là cán bộ giảng dạy nhiều năm phụ trách giáo dục, tôi có thể nói rằng một cách không chủ quan, không thiên vị, chất lượng đào tạo của chúng ta trong điều kiện hiện nay là đáp ứng được yêu cầu đào tạo, nói ngang tầm khu vực của chúng ta là đáp ứng được yêu cầu chúng ta. Rất nhiều anh em kỹ sư cơ điện ra trường chiếm vị trí quan trọng, thường là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Hôm nay có rất nhiều tổng đốc Megama mạnh của Việt Nam, công trình cơ điện. Anh Phí Thái Bình ngày xưa tổng giám đốc Vinaconex, và tất cả những giám đốc cơ sở đều là dân cơ điện này. Cái đó là cái niềm tự hào về chất lượng của nhà trường. Và yếu tố thứ hai, đồng chí Thế nói, đó là tình cơ điện. Một nghìn ít câu trường là tình cơ điện như thế. Cách đây hơn 10 ngày, Hội Cơ điện Hà Nội tổ chức kỷ niệm đại hội. Tôi nói rằng Hội Cơ điện Hà Nội được công nhận 3 nhất, đông nhất, lâu nhất và nhiều địa phương nhất. Tôi cho 3 nhất đó là rất tốt. Nhưng có nhất mà chúng ta quên đó là Hội Cơ điện chứa được cái tình cảm sâu sắc nhất. Tôi ít thấy hội nào có cái tình cảm như vậy. Cho nên nhắc lại tất cả những cái trưởng thành của Hội Cơ điện, nhắc lại những cái yếu tố cấu thành lên truyền thống cơ điện để nói rằng cái mà tôi suy nghĩ tự hào về cái trường này là một cơ sở học, vừa là tình cảm vừa là thực tế của cơ điện. Cho nên kết luận cái bản viết của tôi không làm thơ hay như anh, nhưng tôi có 4 câu thơ. Ngày mai dù đi xa, cơ điện mãi là nhà, thời gian dấu phôi phá, tình cơ điện không nhòa. Xin cảm ơn.